Cuộc sống các con Phi Nhung thay đổi chóng mặt sau khi cố ca sĩ ra đi. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung dành nhiều tâm sức cho 24 đứa con, trong đó có 23 con nuôi. Nữ ca sĩ từng thổ lộ, chỉ không muốn lấy chồng vì muốn dành thời gian và tình cảm cho những đứa trẻ đáng thương. Việc Phi Nhung qua đời do Covid-19 khiến người hâm mộ không chỉ xót thương một nghệ sĩ tài sắc mà còn lo lắng cho tương lai của những đứa con của chị. Wendy Phạm là con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, cô đang làm y tá tại một bệnh viện ở Mỹ, hiện đã có 2 con. Khi mẹ qua đời, dù đau đớn nhưng Wendy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lo tang lễ cho mẹ. Toàn bộ số tiền phúng điếu tại Mỹ, cô góp một nửa xây dựng trường dạy tiếng Việt mang tên mẹ, nửa còn lại gửi về nước hỗ trợ nạn nhân Covid-19, thực hiện tâm nguyện của Phi Nhung. Wendy dự định khi xả tang sẽ mang tro cốt mẹ về nước thăm cố hương trước khi rải tro cốt xuống biển Hawaii. Thời gian qua, Wendy thường xuyên lên chùa thắp nhang cầu nguyện cho mẹ. Wendy nói, nhiều lần cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải là sự thật, nhưng biết mẹ không thích con gái khóc nên vẫn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cười thật nhiều để mẹ ra đi thanh thản. Wendy cũng đã lập fanpage và kênh YouTube để chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Cô mong khán giả cảm nhận được tình yêu thương, nụ cười của Phi Nhung bên gia đình thay vì buồn bã trước mất mát lớn. Con ruột Phi Nhung vui mừng vì vốn tiếng Việt của mình gần đây tiến bộ hơn, nhờ đó cô có thể đọc được những bức thư tay, email của khán giả bày tỏ tình cảm với mẹ. Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, Wendy đưa con lớn về Việt Nam thắp hương cho mẹ và thăm các em nuôi. Mặc dù đã bình tâm trở lại sau sự ra đi đột ngột của mẹ, nhưng nỗi đau buồn vẫn còn thường trực trong lòng Wendy. Trên trang cá nhân, cô vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc của mẹ lúc còn sống, kèm những dòng tưởng nhớ xúc động. Trong các con nuôi của Phi Nhung ngoài Hồ Văn Cường nổi tiếng nhất, khán giả còn chú ý đến ba cô con gái xinh đẹp cũng theo đuổi nghề ca hát theo định hướng của mẹ, đó là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Cả ba cô đều được Phi Nhung xem như đệ tử để truyền nghề, họ sở hữu giọng hát mượt mà, tình cảm và cùng chinh phục dòng nhạc bolero. Sau khi Phi Nhung mất, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Ở độ tuổi ngoài đôi mươi, họ đều được nhận xét là có trưởng thành về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn, ngoại hình đều xinh đẹp. Thời gian qua, ba cô con gái nuôi này đều xuất hiện trong những đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh, người tri kỷ của cố ca sĩ trong âm nhạc. Sau khi Phi Nhung mất, cuộc sống các con nuôi của chị ít bị xáo trộn. Những bé con nhỏ cần chăm sóc tỉ mỉ, được sư cô thích nữ minh viên nuôi dưỡng, còn các con lớn vẫn sống trong căn nhà của Phi Nhung. Trong 23 đứa trẻ được nhận nuôi, 15 cháu đã là con của Phi Nhung về mặt pháp lý và đều mang họ Phạm. Sư cô thích nữ minh viên từng chia sẻ, trước khi Covid-19 bùng phát, Phi Nhung đã mở tài khoản tiết kiệm cho 15 con nuôi bằng tiền riêng. Các con được sử dụng số tiền này khi lớn lên. Điều này chỉ sư cô và Phi Nhung biết, hiện tại chùa vẫn nuôi nấng các cháu theo tâm nguyện của Phi Nhung. Tiền cấp dưỡng các con nuôi vị thành niên của Phi Nhung hiện vẫn do Wendy Phạm và người quản lý cố ca sĩ lo liệu. Chi phí sinh hoạt học hành của các cháu cũng được lấy từ doanh thu quán chay của cố ca sĩ và nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm. Theo chia sẻ từ người thân, từ ngày mẹ mất, các con nuôi của Phi Nhung biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhiều cháu còn quá nhỏ vẫn hồn nhiên, nghĩ mẹ chỉ đang lưu diễn và sẽ có ngày trở về.